Dạ Pháp Thái xin mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của anh Văn nha. Tiếp tục có một lô phôi giấy giá rẻ cho quý cô chú anh chị mình sưu tầm về mình chơi bonsai hoặc là mình ghép ha. Rồi chào anh Văn. Rồi chào anh Thái. Em chào cô chú anh chị quay trở lại với kênh của anh Thái và nhà vườn của em. Trước tiên xin cảm ơn quý cô chú anh chị ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hôm nay em xin lên lô phôi mới. Mong quý cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ. Bây giờ em lên phôi đầu tiên. Mã số 1. Tổng chiều cao của phôi là 51. Hoành cổ em đo vị trí này là 29. Sổ đế cao 41. Phôi số 1 em xin giao lưu với giá 150k. Tất cả các phôi em đều bao sống bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em tiếp tục phôi số 2. Phôi một rễ của anh chị. Tổng chiều cao của phôi là 78. Hoành cổ vị trí này là 25. Sổ đế cao 50. Phôi số 2 em xin giao lưu với giá 180k. Em xin lên phôi số 3. Tổng chiều cao của phôi là 59. Hoành cổ vị trí này là 21. Sổ đế cao 35. Phôi số 3 em xin giao lưu với giá 120k. Em xin lên phôi số 4. Tổng chiều cao của phôi là 65. Hoành cổ vị trí này là 19. Sổ đế cao 37. Phôi số 4 em xin giao lưu với giá 120k. Tất cả các phôi em đều bao sống bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em xin lên phôi số 5. Tổng chiều cao của phôi là 61. Hoành cổ vị trí này là 22. Sổ đế cao 37. Phôi số 5 em xin giao lưu với giá 140k. Em tiếp tục phôi số 6. Tổng chiều cao của phôi là 56. Hoành cổ vị trí này là 18. Sổ đế cao 32 ạ. Phôi số 6 em xin giao lưu với giá 140k. Em xin lên phôi số 7. Tổng chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ vị trí này là 25. Sổ đế cao 39. Phôi số 7 em xin giao lưu với giá 130k. Em xin lên phôi số 8. Tổng chiều cao của phôi là 59. Hoành cổ vị trí này là 36. Sổ đế cao 38. Phôi số 8 em xin giao lưu với giá 240k. Em xin lên phôi số 9. Tổng chiều cao của phôi là 65. Hoành cổ vị trí này là 28. Sổ đế cao 39. Phôi số 9 em xin giao lưu với giá 240k. Em xin lên phôi số 10.
Tổng chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ vị trí này là 22 ạ. Sổ đế cao 39. Phôi số 10 em xin vô lưu với giá 130k. Em xin lên phôi 11. Tổng chiều cao của phôi là 46. Hoành cổ vị trí này là 20. Sổ đế cao 33. Phôi 11 em xin vô lưu với giá 120k. Tất cả các phôi đều bao sóng bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em xin lên phôi 12. Tổng chiều cao của phôi là 53. Hoành cổ vị trí này là 26. Sổ đế cao 37. Phôi 12 em xin vô lưu với giá 150k. Em xin lên phôi số 13. Tổng chiều cao của phôi là 48. Hoành cổ vị trí này là 18. Sổ đế cao 38. Phôi 13 em xin vô lưu với giá 100k. Em xin lên phôi 14. Tổng chiều cao của phôi là 47. Hoành cổ vị trí này là 24. Sổ đế cao 36. Phôi 14 em xin vô lưu với giá 150k. Em xin lên phôi 15. Tổng chiều cao của phôi là 53. Hoành cổ vị trí này là 18. Sổ đế cao 29. Phôi 15 em xin vô lưu với giá 110k. Em xin lên phôi 16. Tổng chiều cao của phôi là 58. Hoành cổ vị trí này là 27. Sổ đế cao 32. Phôi 16 em xin vô lưu với giá 150k. Em xin lên phôi số 17. Tổng chiều cao của phôi là 75. Hoành cổ vị trí này là 26. Sổ đế cao 52. Phôi 17 em xin vô lưu với giá 170k. Em xin lên phôi 18. Tổng chiều cao của phôi là 70. Hoành cổ vị trí này là 23. Sổ đế cao 43. Phôi 18 em xin giao lưu với giá 150k. Em xin lên phôi 19. Tổng chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ vị trí này là 26. Sổ đế cao 37. Phôi 19 em xin giao lưu với giá 150k. Em xin lên phôi 20. Tổng chiều cao của phôi là 56. Hoành cổ vị trí này là 29. Sổ đế cao 37. Phôi 20 em xin vô lưu với giá 160k. Em xin lên phôi 21. Một rễ mini quý anh chị.
Tổng chiều cao của phôi là 50. Quanh cổ vị trí này là 17. Sổ đế cao 32. Phôi 21 em xin giao lưu với giá 100k. Em xin lên phôi 22. Tổng chiều cao của phôi là 52. Quanh cổ vị trí này là 24. Sổ đế cao 37. Phôi 22 em xin vô lưu với giá 140k. Em xin lên phôi 23. Tổng chiều cao của phôi là 64. Quanh cổ vị trí này là 22. Sổ đế cao 38. Phôi 23 em xin vô lưu với giá 150k. Em xin lên phôi số 24. Tổng chiều cao của phôi là 60. Quanh cổ vị trí này là 25. Sổ đế cao 40. Phôi 24 em xin giao lưu với giá 140k. Em xin lên phôi 25. Tổng chiều cao của phôi là 57. Quanh cổ vị trí này là 18. Sổ đế cao 39. Phôi 25 em xin giao lưu với giá 130k. Em xin lên phôi 26. Tổng chiều cao của phôi là 49. Quanh cổ vị trí này là 17. Sổ đế cao 32. Phôi 26 em xin giao lưu với giá 100k. Em xin lên phôi 27. Tổng chiều cao của phôi là 68. Quanh cổ vị trí này là 23. Sổ đế cao 40. Phôi 27 em xin giao lưu với giá 140k. Em xin lên phôi 28. Tổng chiều cao của phôi là 61. Quanh cổ vị trí này là 22. Sổ đế cao 40. Phôi 28 em xin giao lưu với giá 130k. Em xin lên phôi số 29. Tổng chiều cao của phôi là 64. Giống con tôm quý anh chị. Quanh cổ vị trí này là 27. Sổ đế cao 38. Phôi 29 em xin giao lưu với giá 150k. Em xin lên phôi 30.
Tổng chiều cao của phôi là 51. Hoành cổ vị trí này là 28. Sổ đáy cao 34. Phôi 30 em xin vô lưu với giá 130k. Em xin lên phôi 31. Tổng chiều cao của phôi là 54. Hoành cổ vị trí này là 21. Sổ đáy cao 35. Phôi 31 em xin vô lưu với giá 130k. Em xin lên phôi 32. Tổng chiều cao của phôi là 44. Hoành cổ vị trí này là 29. Sổ đáy cao 30, phôi 32 em xin vô lưu với giá 160k. Em xin lên phôi 33. Tổng chiều cao của phôi là 46. Hoành cổ vị trí này là 23. Sổ đáy cao 39, phôi 33 em xin vô lưu với giá 130k. Tất cả các phôi em đều bao sống bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em xin lên phôi 34. Tổng chiều cao của phôi là 67. Hoành cổ vị trí này là 18. Sổ đáy cao 45, phôi 34 em xin giao lưu với giá 130k. Em xin lên phôi 35. Tổng chiều cao của phôi là 64. Hoành cổ vị trí này là 21. Sổ đáy cao 38, phôi 35 em xin giao lưu với giá 150k. Em xin lên phôi 36. Cái vết này em sẽ xử lý keo trước khi giao cho quý cô chú anh chị nha. Tổng chiều cao của phôi là 71. Hoành cổ vị trí này là 24. Sổ đáy cao 42. Phôi 36 em xin giao lưu với giá 230k. Em xin lên phôi 37. Tổng chiều cao của phôi là 38. Hoành cổ vị trí này là 22. Sổ đáy cao 35, phôi 37 em xin vô lưu với giá 130k. Em xin lên phôi 38. Tổng chiều cao của phôi là 48. Hoành cổ vị trí này là 15. Sổ đáy cao 33, phôi 38 em xin vô lưu với giá 110k. Em xin lên phôi 39. Tổng chiều cao của phôi là 57. Hoành cổ vị trí này là 23. Sổ đáy cao 38. Phôi 39 em xin vô lưu với giá 140k. Em xin lên phôi 40.
Tổng chiều cao của phôi là 55. Hoành cổ vị trí này là 26. Sổ đế cao 38. Phôi 40 em xin vô lưu với giá 150k. Em xin lên phôi 41. Tổng chiều cao của phôi là 59. Hoành cổ vị trí này là 26. Sổ đế cao 36. Phôi 41 em xin giao lưu với giá 170k. Em xin lên phôi 42. Tổng chiều cao của phôi là 63. Hoành cổ vị trí này là 23. Sổ đế cao 44, phôi 42 em xin vô lưu với giá 150k. Em xin lên phôi 43. Tổng chiều cao của phôi là 60. Hoành cổ vị trí này là 32. Sổ đế cao 40, phôi 43 em xin vô lưu với giá 320k. Em xin lên phôi 44. Tổng chiều cao của phôi là 77. Hoành cổ vị trí này là 25. Sổ đế cao 43. Phôi 44 em xin giao lưu với giá 300k. Tất cả các phôi đều bao sóng bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em xin lên phôi số 45. Tổng chiều cao của phôi là 68. Hoành cổ vị trí này là 24. Sổ đế cao 41, phôi 45 em xin vô lưu với giá 230k. Em xin lên phôi 46. Tổng chiều cao của phôi là 52. Hoành cổ vị trí này là 21. Sổ đế cao 37, phôi 46 em xin giao lưu với giá 150k. Em xin lên phôi 47. Tổng chiều cao của phôi là 84. Hoành cổ vị trí này là 29. Sổ đế cao 50. Phôi 47 em xin giao lưu với giá 180k. Em xin lên phôi số 48. Tổng chiều cao của phôi là 56. Hoành cổ vị trí này là 22. Sổ đế cao 39, phôi 48 em xin vô lưu với giá 150k. Các vết cắt em xử lý kèo sau nha quý quý cô chú anh chị. Em xin lên phôi 49. Tổng chiều cao của phôi là 74. Hoành cổ vị trí này là 30. Sổ đế cao 47. Phôi 49 em xin giao lưu với giá 220k.
Em xin lên phôi 50. Tổng chiều cao của phôi là 58. Hoành cổ vị trí này là 26. Sổ đế cao 43. Phôi 50 em xin giao lưu với giá 200k. Em xin lên phôi 51. Tổng chiều cao của phôi là 62. Hoành cổ vị trí này là 19. Sổ đế cao 44. Phôi 51 em xin giao lưu với giá 180k. Em xin lên phôi 52. Tổng chiều cao của phôi là 55. Hoành cổ vị trí này là 28. Sổ đế cao 37. Phôi 52 em xin giao lưu với giá 150k. Phôi 52 cũng là phôi cuối cùng của clip ngày hôm nay. Em lên clip vào lúc 16 giờ chủ nhật hàng tuần. Xin quý cô chú anh chị đón xem và ủng hộ. Em xin cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn anh ha.